Chương trình truyền hình cam tay của đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang văn này khai cón thêm phần tin. Phần thuật của chương trình mời quý nông toàn trồng phóng sự. Hà Giang bên túc tàu bảy bắc cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Khả này mời quý nông toàn trồng nội dung của chương trình. Khương Văn toàn thức thông tin tiêm ất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh là đã hết lệ khai tôn du lịch di sản văn hóa lại dân tộc tỉnh Hà Giang vì thông tin tiếp tham xuống huyện Quảng Bình. Vài lần bài quảng giá trị là di sản văn hóa vì vật thể của tỉnh Hà Giang. Cùng bài này, toàn ao quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao cấp du lịch công nhân hạ di sản của tỉnh Hà Giang lại di sản văn hóa vì vật thể quốc gia. Dương Đăng Lệ, Mưa Bừng Trung ương, Mì Ké, Nguyễn Gia Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao cấp du lịch. Mưa Bừng Tỉnh là dự bị bí thư tỉnh ủy trừ tại vịnh ké hoàng bình nhất nguyên bí thư tỉnh ủy ké vương bí vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh kế đàm văn bồng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lai cân đào ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo lai sở bản ngành lai quyền thành phố cân dân lai dân tộc đào huyền cân pela lìn lai cân nước cấp cân pela lìn lai cân là nước táng cùng đã thần trọng lần khai mạc mưa tuần du lịch di sản văn hóa là dân tộc tỉnh Hà Giang bị thọc xin tiếp tham. Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sen Chin Li lần di sản văn hóa là sản phẩm sáng tạo, đợt lúc hết việc hay kinh của cần dân, lệ kết tinh của ba quan hệ môi trường tù cần văn hóa, lệ ăn lèn vay hợp ba bè khẩn vắn của lại dân tộc cùng mỏ cũng bồi huyền. Dư phát huy là giá trị di sản, lai tơi đã vai hợp lệ lợi ích thiết thực hiệu quả lệ việc phải hẹt các mỹ ý nghĩa mỹ điều lệ nghĩa vụ mà nhân lệ quyền lợi của mỗi cần mỗi dân tộc đời cả nước điều giúp hà giang bị cao nguyên hình đồng phần để unesco công nhận lệ công viên địa chất tăng cầu Bởi đời chính phủ cần dần đời cả nước hà giang đã cấp đăng hết đây hai trách nhiệm cài lùng quốc là đặc việc giữ di sản văn hóa đầy lai chắc cần phải con vài lại cùng bò Lai Di Sản Bồn Phà chống hàng Hà Hà Sàng. Phát huy những tiềm năng lợi thế với mục tiêu biến những khó khăn thành cơ hội phát triển. Trong những năm vừa qua, tỉnh Hà Giang đã có nhiều quan tâm đến vấn đề bị thành, đề việc tạt ốc, lẽ ao những khó khăn, vẫn cơ hội về là bệnh hình. đang nhịp bị quá, tỉnh Hà Giang đã quay thân việc sư lại di sản văn hóa của bị đòn đại dân tộc. Chống những toàn đềm nhất, và khai thác đây hà nhưng toàn vi thành mưu văn hóa coi tài nguyên văn hóa là sản phẩm du lịch bị giá trị nhất là và hạt óc là sản phẩm du lịch tỉnh cũng đã óc lại nghị quyết chuyên đề định hướng hợp việc lần báo toàn óc quy hoạch hợp bà khẩn tập trung khai thác thường, nhưng toàn vi thành và hạt du lịch từ bi thông xin linh thiếp thần bị thông xin tiếp thòng khách du lịch thân đời Hà Giang đã còn bị lai khẩn hơn thông tiếp hạ phấn vì thông tin tiếp thăm, khách du lịch thân đời Hà Giang ướm đầy hơn Hà Lòi xin cần. Đang hẳn vi hơn thông tiếp hạ Phấn, lệ khách bê la lìn từ lại nước táng thần. Đời ngân thu ao ma hơn thí loài tỷ. Ngày tốt lăng cầm khai bạc của Phó Chủ tịch Bị tỉnh Sơn Trình Huyền Đại Tình đã vinh dự đại nhân hạ băng di tích quốc gia, quốc bộ văn hóa thể thao cấp du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia quốc tỉnh là một lễ hội nhằm thắn phải đèn của cần bà thèn lễ hội câu tao của cần mèo lễ hội cấp sắc của cần xà lễ bò đầm táng của cần đồn lồ lễ bò đồng của cần bổ béo lần rút này kẻ nguyễn gia lâm phó vụ trưởng vụ văn hóa bộ văn hóa thể thao cấp du lịch bay nâng đề lần mới ý nghĩa của là di sản văn hóa phi vật thể đời một dân tộc mỗi quốc gia đời ba hội nhập vào này cùng bỏ ý nghĩa cài luồng của việc giữ phát huy đại giá trị di sản văn hóa. Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, ý chí cao của đảng bộ tỉnh Hà Giang, thời gian bữa đà cùng bỏ những vì bữa đà, thính lệ đời ba đoàn kết thống nhất cũng tăng đảng bộ Hà Giang, Hà Giang thể tập trung lần báo vì lại dân tộc đời tình, hết lại việc óc, mới chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, Âu và hệ kinh quốc cần dân, văn cang bay khình, đầy rác, đầy khò, mắn, chính trị ổn định, biên cương để giữ mắn, lúc sẽ cùng gắn kết, và hệ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng để hẹn du lịch, phát huy cấp dư là giá trị văn hóa truyền thống của loài dân tộc tỉnh Hà Giang, tăng cường giao lưu văn hóa đời lại dân tộc, đời lại tỉnh táng, đời cá nước. Du lịch khai mạc tuần du lịch di sản văn hóa là dân tộc tỉnh Hà Giang bị thông xin tiếp tham. Pin hồng là dân tộc đời huyện Quảng Bình, cùng mò khách Bê La chú đại tỷ táng thần trùm. Bà Hành là nghề nhân, cùng đài trình diễn mời lễ hội, theo nhằm thắn phai đèn, cúc cần bà thèn. Tốc lăng khai mạc chú huyện Quảng Bình, sẽ khai ốc quàng, lại viên hệ táng, vay lần quảng, mưa bản sắc văn hóa của dân tộc Hà Giang. Một bài chôm lễ hội cấp sắc của cần xà, lễ hội câu tao của cần mèo, lễ hội trồng bìm hớ của cần giấy, lễ hội mò đầm táng của cần Lô Lô, sẽ đại khai óc chút thuốc huyền Pù Thùng Pù Phà với khách du lịch đầy chắc lò hơn mưa văn hóa của là dân tộc tỉnh Hà Giang. Văn thằng tiếp thòng bình tiếp Bất bí thư tỉnh ủy chưa tại vịnh đàm biên hàng hẹn việc để lại xả lê đức xuân Hiếu sản bằng hành Vô điếm cấp liên hiệp của huyện bắc quảng vài quanh bừa việc lần cháu ở khoảng hẹn việc chính trị rút lại xả đòi nhiều bườn quá tham gia đoàn kiểm tra mi kế hoàng trường biến cốc bàn tuyển xã tỉnh ủy lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy văn phòng tỉnh ủy công an tỉnh văn phòng điều phối chương trình bà làng báng theo báo cáo của lái xả đã thời gian qua, du lệnh nhanh chập lý ăn giác mua bốn phà, sóng tờ ba lãnh chỉ đạo quốc huyện ủy vào đề ba cố gắng quốc đảng bộ chính quyền lái xã cấp bi nồng cân dân, kinh tế xã hội cốt lái xã vần tao bế khừng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đầy dư mắt. Cấp ủy chính quyền lái xã đã khuyến kế hoạch hết lại mô hình, mỏ tông nam mộ quáng, thuốc mày vụ dến, mưa hết bà lang mắt lai xả đợt lên trao hệt rút tăng lái bướng. Khen hẳn, lời tranh thủ đánh nguồn vốn của trung ương, cố tình, cấp cố huyền. Bày đời việc lân trao hệt kín, lai lai xả cùng hệt đem mẹ viên học cấp hệt theo gương đạo đức cô bác. Coi thường lân cháu kiểm điểm, theo tinh thần nghị quyết trung ương thi. Từ hẳn, ý thức trách nhiệm của tập thể cấp mỗi cần, đau lúc hệt việc đè áo thúng. Ở chất lượng cốt hệ thống chính trị văn cao phải khẩn lần thưởng suốt nói hệt việc bí thư tỉnh ủy triệu tài vinh đã on những việc hạ xả của huyện Bắc Quang đã hết đầy. Nhất là là trung tâm học tập cộng đồng, đã mê lái khách hệt đê xong Sống những xã này, số lươn khó vẫn nhanh lái. Chỉ lòng hẳn, đảng bộ lái xả phải coi thường đai hơn. Huyện đã chỉ đạo cái mô hình tổ chức sản xuất. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là khâu sản xuất cụ thể cần phải được tổ chức lại cho người nông dân. Mà tổ chức được như thế... thì huyện đã lân trao hệt lại mô hình hệt kín lai xa phải tổ chức hệt lại hệt kín hợp pin ổng cân dân mưa phe, khun, kỹ thuật hóa từng lườn theo cách tống nam mộ quáng mưa phe, cách đám phúc liên kết hợp tác để lại tổ chức lai cân về phòng trao hệt kín của huyện bắc quáng mi pa với khẩn mắt hơn về đế hẳn hà xã cũng phải coi thường thương mại dịch vụ phải pin ổng cân dân hệt kín với khẩn lòng pa hệt óc hàng khái, gắn hệt lên na liền Tây túa đối thị trường hệt bên thương hiệu đầu quốc của bản lang la hệt óc bí thư tỉnh ủy triệu tài vinh cùng cho cấp ủy chính quyền hà xã phải coi thường đáy hơn hội nghệ nhân dân gian cấp chất lượng cốt là trung tâm học tập cộng đồng về đề hàn bí thư tỉnh ủy cùng lân đấy hà Xả phải nghiên cứu lại đề án chương trình cốt tỉnh đà cấp đáng lân trao phải phai khảo hệt hỏi đây miệng thủ mạng đại lại ăn bên lân. Văn Thắng Thế Thọng vừa tiếp bắt, bí thư tỉnh ủy trên tài vịnh đã bị đàn hẹt việc để đảng bộ huyện Bắc Quảng. Vài quay mưa việc lần cháu ở khoảng hẹt việc chính trị cũng huyền đợi thời gian quá. Dư đàn hẹt việc, bị ké Hoàng Trung Viễn, công văn tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, công an tỉnh, các văn phòng điều phối, chương trình hẹn bản đảng báo. Đời dừng buồn quá, Nguyễn Bắc Quang đã lên báo ở khoảng hẹn đề nhạc lại việc. Vài hẹn lòng giờ, ông kinh tế cũng là bài đại hạp, đảm bảo an sinh xã hội, cấp chống đầy những kết quả đang chồng Đời hẹn đồng lập nghiệp, lại đề án mô hình, đã đại ông khoảng hẹn đề mạc. Việc ông lên lòng bái móc, không hẹn việc thầy lên tù cần, cùng đầy khảy ốc quảng. lai lòng bảy bước, mò thuốc đình, thuốc tường, mày mắc cam văn cang đại cân dần quay thần khai lùng đền đàm túc phần hàng khai việc xây dựng đảng đầy quê thần đền báo xây dựng hệ thống chính trị đầy mắn từ huyền thần đại xã bản làng quốc phòng an ninh đầy dư bắn đảm bảo an ninh chính trị cấp trật tự an toàn xã hội đại tăng huyền báo cáo cùng lần lò mưa những việc huyền đã hẹp này đã lúc ao không hẹp đại chỉ thì nghị quyết chương trình của trung ương quốc tình của một cũng huyền hạt đầy đứa chương trình hành động mưa biên nhưng toàn là bãi hạt đầy mò lần báo theo tinh thần nghị quyết trung ứng thí khoa tiếp ất mưa là việc cấp bách đời xây dựng đảng văn này đời tăng đảng bộ chương trình hẹn bà làng báo đại huyền lần báo ở khẩu hạt đầy hà là đơn vị đã bị những cách hạt đầy mạc sáng tạo cách hạt mở đời lúc hẹn lại tiêu chí của chương trình bà làng báo mò vĩnh phúc quang minh vĩnh hảo bí thư tỉnh ủy triệu tài vinh cùng nhất trí để quan điểm lần phá cung huyền mơ hẹt kìn vị cán bộ mỹ bổ nhiệm luân chiến đại hạp làm cần làm việc xong phần phải hẹn đây mẹ hơn lò làng hơn phần phải chắc lò để vai trò của cần hải cốc mỹ điều lệ bí thư huyện ủy mà mùi cần đã ban thường vụ chính quyền lai lực lượng đoàn thể Văn Tổng Tư Hàm Bình Thiệp Ất, Trương Cao Đằng Sư Phạm Hà Giang, vào đời hội toán học Hà Nội. Đa khai hội thảo khoa học là chuyên đề toán học chọn lọc, bồi dưỡng hào học, học sinh giỏi trung học cơ sở, vi học thông trên tiếp tham, thông trên tiếp thí. Dự hội thảo, Mì Ké Nguyễn Bình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh, đại biểu lên đại diện lại cơ quan, đơn vị, học tỉnh, cấp hơn loài nâng thanh viên Hội Toán học Việt Nam, đề lai liên khoa học, lai giảng viên, giáo viên, đang chạy thư, rút lại trường đại học, cao đẳng, lại trường trung học phổ thông, trung học cơ sở đời cả nước. Lần khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Hàn Phang lúc đại hội toàn học Hà Nội, Trần Hà Giang lên tiếng khai óc hội thảo. Lần mưa ám đến tòa cân Hà Giang, kẻ Nguyễn Minh Tiến lần lò, Hà Giang là tỉnh bướng bắc của Tổ quốc, rút đó lại tỉnh khó của tăng nước. Xong tỉnh Hà Giang, lúc họ cũng coi thằng đài mua việc giải thứ cấp thòn thứ, như là việc tròn bồi giữ những học sinh giỏi lai cấp. Chính Long Hẳn đã những phí qua ma, ngành giáo dục cấp đào tạo của tỉnh đã hẹn đẩy lại việc bên lân, góp phần khó bao khoai khứng mức kinh tế xã hội của tỉnh đã tình hình mau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, thiên lệ để tiếp khách của Hà Giang, sẽ hứa hào lại đại biểu mà dù hội thảo hắn luồm là quá hẳn hứa lại lươn khoa học toán học mi những tham luận đầy miệng góp phần hở ngành toán học quốc việt nam lên tăng lại cấp quốc tỉnh hà giang lên hát điếu đào thong văn hội thảo sẽ đánh nghe giáo viên quốc là trường đại học cao đẳng cấp tham cấp thống quốc là tỉnh rút tăng nước lần mưa là chuyên đề toán học mi báo cáo khoa học đi lịch lớn cấp những bài toán bằng thần lại bài thi Olympic mơ toán, dùng hàng đẳng thức khảo giải phương trình, cấp hệ phương trình. Hội thảo bên này phải tập trung trí tuệ và nhiệt tình tấm huyết của là chuyên gia toán học, giáo viên là trường đại học cao đẳng, trường cấp thám cấp thóng, về bỏ cắn coi mưa ăn cốc của việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Về đế hẳn, qua là ý kiến của lái lươn khoa học, là chuyên gia giúp hội thảo, sẽ xa ớt những cách hệt đế miệng, góp phần áo chất lượng giải thư cấp hòn thư lân tăng lại, các môn toán lân hát điếu văn cang bế khẩn Hứa hảo sở giáo dục đa tạo, trường cao đẳng sư phạm Hà Giang, đang nghiên cứu bế khảo hệt đề việc giải thư cấp hòn thư cốt tình. Văn thật tích Tham, vườn tiếp ớt, ủy ban đơn dân tỉnh đã khai bài họp bàn thống nhất, vừa việc túc lại lòng bày xà giúp tỉnh là đợi bì thông xin tiếp thí. Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Vĩnh Bình Tiến hẹn có bài họp dự bài họp nhân vi lai sở ngành lai huyện đại tỉnh đại diện công ty cổ phần từng bài phát triển nông lâm nghiệp bình bình thảm hết chủ trường quốc tình mưa chương trình khai quảng điểm túc lây lòng bày già chú đời tăng tỉnh là tư pi thông xin tiếp tham thân pi thông xin linh thông tiếp mi nghị thân pi thông xin linh thông tiếp hà đời cơ sở hành sở nông nghiệp cấp phát triển đồng thôn vào đời lai sở ngành chức năng quốc tỉnh, viên dược liệu trung ương lai huyền vầy tròn hạt chương trình tung bày già đầy bách khẩu quy hoạch tăng cán đình nằm túc thân này tăng tình đảm bị sai tiếp ớt xin hát à đình chút lai huyền thành phố đang hẳn đại huyền Pù thùng bường bắc đã bẹ quay tròn đầy tham xin HA à lai huyền bường tây lệ hơn thí xin thí loại hát à nhân lai huyền pu đình tắm lệ hơn tham xin HA à Bài giá đầy bước chủ yếu mì tiếp thảm lòng đời việc tàn óc để quy hoạch đình phúc bày già thân pi thông xin tiếp hà đời tăng lai long bày già ao ma hơn thông tiếp thông xiên tấn pi thông xin linh thong tiếp tăng lai long bày già thụ ma hơn thí tiếp tấn ướm lệ thân pi thông xin linh thong tiếp hà tăng lai long bày già sẽ ông ba đầy hà tiếp pet xin tấn đời tăng lai ngân ao ma hơn thông tỷ bướng hà đời pi thông xin tiếp thí đời lai huyền khỏ đời chương trình thảm tiếp à quốc chính phủ sẽ tập trung bài khẩu đầm túc cấp khai quang đền túc bài giảm báu lẻ số loại ha à, đôi môi huyền lẻ túc loài đường ha à, bằng ngân hư sự nghiệp thảm tiếp à đời lai huyền bắc quang vì xuyên quang bình bắc bề túc báo loài đường hà tiếp à đời môi huyền túc từ thảm tiếp hà thần thí tiếp ha à lần thường giúp bài họp phó chủ tịch ủy ban tỉnh nguyễn bình tiến lần ông khẩu túc đại lòng bài già theo kế hoạch cúp bì thòng xin tiếp thí Lai Huyền, phải chống những toàn đành ngạc nhất, hạ công ty cổ phần thương bài phát triển nông lâm nghiệp Bình Bình Thàm, đã lúc ở khẩu hẹt. Để cơ sở, lệ ký kết đò làng Mới những điều khoản trách nhiệm cũng Huyền để công ty cùng bỏ cân sân. Lai Huyền, phải mi phương án đầu tư, Hứa mưa hết cơ sở hạ tầng tăng, tăng cải bài bà, khân điền, ti ở khẩu hẹt dự án, phải gần để việc báo nghề hạ cân sân. Sân nông nghiệp cấp phát triển đồng thôn bao đời công ty cổ phần bình bình Tham lân báo mở cách thúc cách chăm lại lòng bài già hờ cân dần đợi tiên hẹn dự án lai ngành lai huyền cùng bò lai doanh nghiệp phải mi cách hợp tác trách nhiệm mỗi bường đầu việc thúc khai quảng điểm thúc lại lòng già cùng bò việc khai thử lại lòng bài già đẩy cân dần hẹn óc Bên hồng kinh điếp, mắc cam hà Giang đã đầy cân thư đờ các nước chắc thần đà hần. song đã khoảng tiếp bi tàu bà này, đến cũng mày mắc cam rút tỉnh là văn càng ké, các hài bày. Ba thần mắc cam thu ba đầy quá mùi mùa bần bác, lẻ nổi. chín lâu hẳn, đình phúc bệnh mắc cam rút đời tỉnh là văn càng đòi bày. Vài dư đầy tiền cũng phải mắc cam hà Giang các vài bệnh mắc cam bần đông bảy phúc, ông bằng gần thù cải luồng hạ cân dân. Tình Hà Giang đã cấp đăng ao cầu hạt chương trình rút lại bảy mắc càm theo tiêu chuẩn về khác. Vào đời cán bộ quốc trung tâm kỹ thuật phê mẹ phiúc đào đức, bọn khói thường thám thuốc mắc cám cô Luân Ca, Phan Văn Công, rút hồn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, Lê Nưng, Đà Lê Luân, đang khai quảng đình đâm phiúc mắc cám theo mô hình Việt Gáp, coi khảo thuốc mắc cám bằng bên mắc, mò Hà khải bọn khói cũng bỏ các hắn phăng lắm lên truyền đời bọn khói các công hở chắc từ python thọ linh thiếp thòng tao mưa con lươn cáp chúc cáp chấm coi mắc cam điều hệt theo kinh nghiệm là trong đẩy. mà mới hệt theo quy trình khoa học hơn chính long hẳn nó mắc cam cái chậm ké men tao hai bị bóng miêng chính long hẳn bên mắc nổi ngâm đầy chết thường pét tấn mùi pí từ hộp python thọ linh thiếp thám các công đăng ký hết theo chương trình trước mắt cam việt gáp cố tình Lươn cá đã nhận đầy ăn hứa cốt cán bộ trung tâm khoa học kỹ thuật phèm mẹp rút đạo đức. Từ cách văn khun, phòng chảy bống miêng, thống việc hám kha, chứng long hẳn, thốn mắc cám của lươn cá cái đẹp miệng. Ướm đặc vụ mắc vì này, lươn các cống sẽ thu mà đẩy thiếp hạ tấn mắc cám. Cái năm trước đây, ấy, thì gia đình tôi đến cái thời điểm này ấy, thì là cây cam lá thì dụng rất nhiều quả thì không đồng đều không nhưng bí có này khảo mua này bà mắc cam luôn lại mắc cái mít bên cắn cắp bên ăn sáu nó mắc cam yếu thường này để ba quan tâm hứa mua cách đam phước chăm coi chỉ Long hàn vì này mắc cam cốt luôn khỏi bên lai mắc hơn ăn cải bên cắn cắp bao mít luôn không Đào pí quá mà, lươn khỏi phải xa cách khai mắc cá men. Nếu sợ. mít khai men, mắc cám sẽ bị luông. Do hàn phiếu mắc cám theo ba việt gáp, thiếu khỏi lệ đấy mẹ Theo nhận định của cá nhân tôi thì rất là tốt. Cùng mò lươn cá cống, lươn cá đặng huy tiến, rút hôm xuân phú xã Yên Hà huyện Quang Bình. Cùng chọn khai quang đin đập phiếu mắc cám theo tiêu chuẩn việt gáp. Lê ba pa bay đã hết kín cú lần là. Tớ con, gió sang chắc đầy nhìn ăn đêm nhạc, cùng mà ba bấy có việc phiếu mắc cảm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chính Long Hàn, lươn ca đã mít đăng ký hết. Đại cán bộ trung tâm khoa học kỹ thuật về mẹ phiếu đạo đức tập huấn, lần trao mơ nhìn ăn đêm nhạc, có việc đăng phiếu mắc cảm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ca đã đăng ký hết rút hóng hát a Đinh đăng phiếu mắc cảm của lươn là ướm pi bướng nà. Lươn ca tiền sẽ vần tao khay quang đinh đăng phiếu sáng hát a à nưng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Qua thời gian thử thử nghiệm cam Việt Gáp trên vườn trồng thì chúng tôi là thấy chương trình của Việt Gáp là hoàn toàn qua đám trúc thử mắc cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp bỏ khỏi hành chương trình này đã ở mặt đầy lây ăn đầy miếng mỏ mắc cam cả bên cắn nó mắc cam nổi bóng miếng mắc cam to bên lại hơn đào thời gian bướng nà bọn khỏi phần tao khai quang đi đâm bước mắc cắm nhằng làng theo tiêu chuẩn việt gáp cố gắng hiệt lòng hơn dù đấy nó mắc cám thành cố tình để phấn đấu để cho cây cam giữ được cây truyền thống của tỉnh nhà lườn cá cống cá tiến lệ thòng đào thòng thiếp thi lườn đang khai quang đi đâm bước mắc cám thành hà giang theo tiêu chuẩn việt gáp mà tỉnh hà giang đang lên trao hệt đối việc tàn óc lê khai quang đình đam phước mắc cam bên nó mày hết cốc ao mang ngân thủ lai hà pi nòng cân dân về đế hẳn dư mắt thường hiểu mắc cam thành hà giang theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà giang khóa thiếp hạ nhiệm kỳ thọ xuyên linh thiếp thọ xuyên linh thiếp hạ theo hẳn ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã mi quyết định phê duyệt dự án đam phước mắc cam theo tiêu chuẩn việt gáp về đế hẳn sở nông nghiệp cấp phát triển nông thôn đã bảo đời trung tâm khuyến nông quốc gia. Lần trao khuyến nông tỉnh Cáp Thảo Nguyên, Mỹ Đình Đàm Phước Mắc Cam lại Lê Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, hệt đề miệng mô hình Đàm Phước Mắc Cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Này lấy cánh hệt óc lại lòng đồ cố an toàn, dù hôm lệnh hở cân hệt, cùng mỏ cân thử dung, khen hẳn lê dư môi trường. Theo việc tạt óc thông pin học dưới linh thiếp hạ, tăng lại đình đàm phước mắc cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, lệ bác nương thông thi bát à. Qua lần trao thường này, lại ngành, lại đơn vị, đã phải coi đến đám phước mắc cảm, chọn lượn hệ chương trình phước mắc cảm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đời sốc thiết bát à. Đã hẳn, đến đám phước mắc cảm thành thiết tiêu chuẩn Việt Gáp, lệ thiết thảm thám hát à. Đá. Đến đám phước mắc sở thiết bát hát à. Chúng tôi đã tập trung vào cái khâu giống, làm sao mà sản xuất được các cái giống tốt đúng là cao sành từ những cây đầu dòng. Bọn khỏi đầm trước ốc to to con. Từ những nó này, bọn khỏi sẽ ghép khai hợp vi nồng cân dân ở đầm trước. Tăng lại lòng phê cốt sở nông nghiệp các phát triển nông thôn, khai ốc đã đại chứng nhân lê phê tốt. Bọn khỏi cũng coi thường khai lái tổ hợp tác, hợp tác xã, rút tỷ đầm trước mắc cám theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vài pinòng nồng cân dân bảo căn chăm coi, chia bánh kinh nghiệm, cấp khai ốc bừng no. Để người dân người ta cùng chăm sóc với nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm và đến cuối cùng là người ta cùng thống nhất để cùng cấp ra thị trường. Andemia đề tiêu chuẩn Việt Gáp, lê cách hiện ốc đô quốc hạ dở, dư hôm lên ngờ cân hệt, cấp cân thử dung, khen hàn lê dư môi trường. Chính Long Hẳn, đã lúc khai quảng đình đâm phiếu mắc cam theo tiêu chuẩn này, kỹ thuật mỹ ý nghiệp cải luống đầy nó mắc cam nhưng lươn tham gia phước mắc cảm thanh theo tiêu chuẩn này. Đại bi học lấy lắp tập huấn, mưa chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách phước, cách chăm coi, cách hám kha, chăm coi thuấn mắc đã kế. Tập huấn mơ việc phun giá, văn khun, phòng chảy bố miêng Này lên nhìn ăn cốc băng thân và bái khẩn có mắc cảm thanh hà giang. À, sau khi nhận được cái chương trình các cái hộ đăng ký để làm việc gáp thì anh em chúng tôi cũng tổ chức xuống các cái địa bàn mà trực tiếp là xuống các hộ nông dân thì chúng tôi với bằng cái phương lúc lại lươn nhận đăng ký hết theo tiêu chuẩn việt gáp bọn khỏi đã long thần từng lườn, vài lần trao cách đám trước chăm coi mắc cám hợp pin nồng cân dấn rút hồn mắc cám của lần là tốt làng hẳn bọn khỏi dùng những đồ cua hệt lai mát lần trao pin nồng chắc đầy những ăn đầy mẹ có việc hầm kha mắc cám bị bóng meng mà con này pin nồng cân dân phước mắc cám, mi coi thường đầy hết việc này. Vậy để hẳn, bọn khỏi bảo đời pin nồng cân dân phải coi bố miêng rút lấy mắc cám, cấp quản lý hạ cặt. Nếu hẳn bố miêng lại, bọn khỏi sẽ lên chắc pin nồng, dùng ra lắng phun hở nớ mắc cám. Trên việc pin nồng dùng ra phun phê phai, mỏ con. Đào lúc hết, vì nồng đã hết năm quy trình kỹ thuật, thần khan này theo bọn khói than chất lượng nó mắc cám các mắc cám cài đê miết đối đời vêp pinhồng cơn giấn hát đàm piêu hát chăm coi mà con này bà con thực hiện được cái việc này và cái chất lượng quả cũng như là cái hình thái mẫu mã và cái cái khả năng sinh trưởng phát triển của trên vườn là khá hơn so với cái vườn của bà con mà kinh trồng và chăm sóc theo phong trào cũng như là theo cái cái hướng tự phát của bà con theo chủ trương phục hồi cấp khai quảng đin đàm piêu mắc cám thanh ha sáng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tỉnh Hà Giang đã mỹ là chính sách, hứa hào lại lươn trước mắc cam, mở hứa mua phê mắc cam để đình đâm trước cam, đầu tư mưa cơ sở vật chất, hứa pinòng linh ngân khai quán đình đám trước mắc cam, theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hệ đốc hàng khái cấp gắn kết đầy thi lươn hàn lệ, lươn khoa học, lươn doanh nghiệp, lươn quản lý cấp pin cân dân. Về đề hẳn, hệ đầy mẹ việc quản lý chất lượng mắc cam thành từ lúc đàm trước thân đúc khai, phải mắc cảm khai đầy lại ngân hơn. Về đề hẳn, coi thân xây dựng thiếu hiệu bằng cách quản lý dung nhắn hiệu mắc cảm thành hà giang, hở tăng lái mắc cám trước đầy. À, cái giải pháp thứ nhất là chúng tôi thực hiện tuân thủ sẽ theo cái quy, quy hoạch cái, theo tiêu chuẩn việt gáp. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ triển khai rất nhiều các cái biện pháp. Cách tế, khói hệt làm theo tiêu chuẩn việt gáp, Tay thông, bột khỏi xe lân cháo lại cách chăm coi theo từng bướn. Mưa hàm kha mắc cam hở hạp. van lại khuôn hở nó mắc cam. Tay thăm, lần cháo lại lươn mi điều kiện. Hệ dòng hệ thống tưới nằm hở nó mắc cam. Tay thi coi khỏi việc phun ra hở nó mắc cam. Hệ lòng hà dung làm ra làm lúc. Cắt tỉa mắc lúc ngắm có bên mắc. Về ăn mắc cải bên căn. Mắc cam thu mặt đầy lại hơn. Theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Làm sao sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng thời điểm và à, có cái tỉa quả à, trước khi vào vụ để làm sao là ổn định cái năng suất của quả cam đồng thời là tăng cái uh, trọng lượng cái mẫu mã của cái cam theo cam sành trong nó đúng cái tiêu chuẩn. đời là cách nhiệt đã đầy đá lần trao vào đời pa cố gắng cố tăng hệ thống chính trị thiên lệ nó mắc cảm thành hà ráng văn càng đẩy khai ước quá áo mắc cảm thành hà Giang, thường đời tăng lại cần cú đất nước la là... Bình hồng tiếng tiếp chương trình truyền hình cầm tay của đài phát thanh truyền hình tỉnh hà giang văn này bọn khỏi do rằng chỗ này Đồng máy Bình hồng đã toàn trùm chương trình của bọn khỏi thường tiếp chào Bình hồng